Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện xưng danh hiệu chư Phật phẩm chư thi, lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nay con vì chúng sinh trong đời sau mà phô bày những sự lợi ích làm cho trong vòng sinh tử nặng lợi ích lớn, cuối xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ông khởi lòng tử bi, tất cả cứu vớt tất cả chúng sinh mắc phải tội trong sáu đường mà diễn nói những sự thẳng thể nghĩ bản, bây giờ đã chính phải lúc vậy, ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta giàu có vào niết bàn cũng không phải lo ngại gì tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Phật rằng: Vô lượng bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là vô biên thân Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chi tâm mà phát tâm chi tâm và phát tâm tạm thời sinh lòng cung kính để đặng siêu việt tuổi đặng sinh tử trong 40 kiếp vướng là vẽ đáp hình tượng cúng dường tán tán nghề đặc vô lượng vô biên phước lợi, lại hàng hà xa kiếp về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là biểu thắng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây phát tâm quy với Phật trong khoảng cảnh móng tay, người này sẽ chọn hẳn không còn tối chuyện nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là ba đầu ma thắng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây phát con ô tai, người này sẽ được 1000 lần sinh lên 6 tầng trời với dục phóng đại trí tâm xưng niệm, lại bất khả thuyết kiếp về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là sư tử ống Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây trí tâm quy với Phật trong mục trường một niệm, người này sẽ được vô lượng các Đức Phật cho đảnh thọ khí cho, lại về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là công Niêu Tôn Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây niệm trí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tán thán, người này nên pháp hội cùng người Đức Phật trong nghìn kiếp làm vị đại pháp vương đặng Phật thọ khí đạo vô thượng cho, lại về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền được khỏi đọa và ác đạo, thiền sinh ở cung trời người hưởng sự vui thủ thắng vi diệu, lại vô lượng vô số hàng ngàn sa kiếp về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Biểu Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi đọa và ác đạo, thường sinh ở cung trời hưởng sự vui thủ thắng vi diệu, lại về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Biểu Tướng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây sinh lòng cung kính, người ấy không mau sẽ đạt quả Na Hán, lại và vô lượng vô số hàng ngàn sa kiếp về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là lại vô lượng vô số kiếp về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Gia Tràng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền được siêu thoát tội sinh tử trong 100 đại kiếp, lại về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Thân Vương Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, người này sẽ được gặp hàng hà sa chư Phật nói nhiều pháp mẫu cho đều đặng thành đạo Bồ Đề, lại về thuộc quá khứ có Đức Tịnh Nguyệt Đức Sơn Vương Phật, Đức Tịnh Nguyệt Phật Đức Sơn Vương Phật, Đức Vô Thượng Phật Đức Chí Thánh Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Diệu Tinh Phật, Đức Mãn Nguyện Phật, Đức Nguyện Diện Phật, có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế, tất cả chúng sinh trong tuổi hiện tại, tuổi vị lai hoặc là trời hoặc là người hoặc người nam người nữ chỉ niệm được danh hiệu của một đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức hướng nữa là được nghiệp danh hiệu, những chúng sinh đó lúc sinh lúc tử đẳng nhiều phước lợi không đọa và ác đạo nữa, như có người nào sắp mạng chung mà cha mẹ của ngàn thân viên vì người sắp mạng chung đó làm niệm nên tướng danh hiệu của Đức Phật, rồi cái chết đó trừ được năm tuổi vô gián các nghiệp báo khác để tiêu sạch cả năm tuổi vô gián kia, giờ rất nặng nề đáng nhất trải qua ước kiếp không ra khỏi đẳng quả khổ, nhưng bởi đức nông chung nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của chư Phật nên các tội nào mỗi lần tiêu sạch cũng là những chúng sinh tự mình xưng niệm danh hiệu của chư Phật để được vô niệm phước lành trừ diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện xưng danh nghiệp phẩm thứ 9 hết, bổn hạnh địa nguyện bổn hạnh địa tạng thệ nguyện rộng sâu gậy vạn châu sáng đầu chúng sinh địa ngục khổ không ngàn tinh tấn kiền thành khỏi mắc khổ chấm luân, nam mô thượng trụ tập phương pháp, nam mô thượng trụ tập phương pháp, nam mô thượng trụ tập phương pháp, nam mô bổn tôn địa tạng vương bồ tát, nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát, nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma tát. Ha ha ha, Bổn Sam Mô Ni So Ha.